Nghệ sĩ Trung Dân dằn mặt kẻ quấy rối tình dục học trò của mình. Học trò tâm sự bị xàm sỡ, nghệ sĩ Trung Dân không kiềm chế được sự bức xúc đã dằn mặt kẻ quấy rối tình dục. Tại talk show, nghệ sĩ đối thoại với chủ đề đạo đức trong xã hội và showbiz Việt, các nghệ sĩ khách mời không ngại bình luận về những câu chuyện nóng thời gian qua. Theo đó, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải và Trung Dân cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm về scandal mới đây của ca sĩ Phạm Anh Khoa. Nghệ sĩ Trung Dân nói, có hay không thì mình miễn bàn, nhưng chuyện này đã làm cho khán giả nhìn giới nghệ sĩ theo kiểu xuống ca vô loài. Nghe vậy tôi rất buồn. Nghệ sĩ Đức Hải cũng bày tỏ quan điểm, khi cậu ấy nói vỗ mông như là một cách chào hỏi trong showbiz thì hầu hết các nghệ sĩ đều phản đối. Cậu ấy không có quyền đại diện ai trong showbiz khi nói như vậy. Cậu ấy cũng đã nhận ra cái sai của mình và xin lỗi, quan trọng là sẽ sửa sai như thế nào. Đồng thời, nghệ sĩ Trung Dân cũng chia sẻ chuyện của học trò mình khi bị gạ tình. Anh kể, khi còn đi dạy một lần vào lớp, tôi nghe học trò xầm xì câu chuyện không hay. Tôi kêu học trò lên hỏi chuyện như thế nào, thuật hết cho thầy nghe. Cậu học trò nói, có một người cho nó xem kịch bản và mời đóng phim với điều kiện là tới nhà tập dượt. Nhưng khi tới nhà thì không tập tành gì mà sờ soạn con nhà người ta, tôi không muốn nêu tên người đó. Nghe xong tôi bảo, thôi cả lớp ráng tập trung học, để từ từ thầy xử lý. Mấy hôm sau tôi lại nghe một cậu học trò khác kể cũng bị y chang. Lúc đó tôi hết kìm được rồi, tôi nghĩ nếu gặp người đó tôi sẽ nói thẳng vô mặt. Trời xui đất khiến thế nào, vừa dạy xong, đẩy xe ra cổng thì người đó đứng ngay trước mặt tôi. Tôi xông tới, tao cấm mày, mày làm những điều quá ư sằng bậy. Người đó gân cổ cãi, có bằng chứng không? Tôi bảo, tao lôi hai ba đứa học trò của tao ra ba mặt một lời thì mày tính sao? Đang lúc lớn tiếng thì thầy Phúc đi ra, thầy Phúc bảo, bỏ đi đừng làm sùm. Tôi thôi, nhưng trước khi đi tôi nói, đã gieo thì phải gặt, vụ này bội thu đấy. Cạnh đó, nghệ sĩ Trung Dân cũng chia sẻ khá nhiều câu chuyện về học trò mình. Anh nói, tôi rất thương học trò nên chưa bao giờ bị trò phản. Tuy nhiên, những trường hợp tôi biết về cách cư xử không đàng hoàng chỉ là cá biệt thôi. Ví dụ mới đây tôi đi quay phim Mẹ Tuệ ở Cà Ná. Phim đó Cát Vượng và Kiều Minh Tuấn đóng chung. Lúc ăn cơm, Kiều Minh Tuấn hỏi tôi, thầy ăn cơm chưa thầy, thầy ăn cái gì chưa? Đó chỉ là câu hỏi, nhưng tôi cảm thấy ấm lòng. Kiều Minh Tuấn bây giờ là một trong những diễn viên có giá ở phòng vé. Và mặc dù tôi không dạy hết khóa của Kiều Minh Tuấn, nhưng gặp ở đâu, Tuấn cũng đều rất tôn trọng lễ phép với thầy. Đó là những con người xứng đáng để tôi nêu tên.